quý vị khán giả đã quay trở lại với chuyên mục Những điều cần biết về audio. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị khán giả một chủ đề mới chắc chắn sẽ rất nhiều audio phải quan tâm, đó chính là cách set up đầu đĩa than. Và người đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay chính là anh Nguyễn Trọng Đạt, chuyên viên kỹ thuật thuộc Trung tâm Bảo hành của Audio Hà Nội. Vâng thưa anh, vậy thì ngày hôm nay anh sẽ mang đến những điều gì cho quý vị khán giả? Vâng thưa quý vị, từ nhiều năm gần đây ấy, thì việc chơi đĩa nhựa, tức là đĩa than, nó đã trở nên là rất phổ biến. Bởi vì rất là nhiều audio file muốn quay trở lại với lại một cái chất âm thanh mộc mạc. Chính vì những cái việc yêu thích như thế cho nên thị trường đầu đĩa than để phục vụ với việc chơi đĩa than ấy rất là sôi động. Thế thì trong cái việc mà cất đầu đĩa than thì người chơi audio file ấy rất là bỡ ngỡ. Có người rất bỡ ngỡ hoặc là có những người là lần đầu tiên tiếp xúc. Thì chính vì thế là họ cũng chưa có một cái phương pháp cơ bản để set up một cái đầu đĩa than sao cho chuẩn. Chuẩn ở đây tôi muốn nói rằng là ít nhất theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc là theo cái chỉ tiêu cơ bản nhất của nhà sản xuất đề ra. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và Linh những cái phương pháp cơ bản nhất để chúng ta có thể set up một cái đầu đĩa than ít nhất là nó đúng với cái chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất. Và trong cái phương pháp cơ bản này tôi sẽ mở rộng một số cái thủ thuật để cho chúng ta có thể nâng cấp hoặc là phù hợp với lại cái yêu cầu nghe nhạc của mình hoặc phù hợp với những loại đĩa hoặc là những loại kim hay các trích là khác nhau. Vâng thưa anh, vậy có thể set up được một chiếc đầu đĩa than thì mình cần đến những dụng cụ như thế nào ạ? Vâng thưa quý vị, muốn set up một đầu đĩa than ấy thì ta phải có một những cái dụng cụ cơ bản. Và những cái dụng cụ này đấy, như chúng tôi thì chúng tôi đặt mua những cái dụng cụ rất là cơ bản. Và thực chất thì ngoài những cái vấn đề cơ bản đấy thì nó là cả một cái hộp dụng cụ đồ nghề là dành cho thợ chuyên nghiệp. Nhưng không, quý vị và bà Linh cũng không cần phải là quá đắn đo việc đấy. Bởi vì thực chất là các nhà sản xuất khi cung cấp đầu đĩa than ra thị trường cho đến tay người audiophile, cho nên những audiophile ấy, thì thường ấy là sẽ có những cái dụng cụ tối thiểu để cho cái việc mà lắp đặt và cân chỉnh ngay từ lúc đầu tiên có thể là đã thiết lập được rồi. Thế nhưng mà vì tôi không có mở một cái đầu đĩa nào mới tại đây, tôi sẽ sử dụng một cái đang có sẵn tại showroom. Và tôi cũng giới thiệu với lại Linh và quý vị một cái hộp dụng cụ của tôi gồm những cái thiết bị mà những cái dụng cụ để có thể setup cơ bản được. Thì quý vị yên tâm được rằng là khi tôi giới thiệu như này ấy, thì khi các quý vị mua một cái đầu đĩa than, quý vị mở ra thì sẽ có một số dụng cụ cơ bản, không nhất thiết là phải đầy đủ như của tôi, vì tôi là có thể lắp đặt toàn bộ một cái từ những cái chi tiết rời rạc để trở thành một cái máy này. Đấy. Thế còn quý vị ấy, khi đã mua đầu đĩa than rồi thì nhà cung cấp hoặc là hãng sản xuất ấy, người ta đã đưa đến cho quý vị là một cái đã hoàn thiện, chỉ việc có những dụng cụ cơ bản là có thể làm được việc đấy. Thế là trước tiên tôi xin giới thiệu ấy, đây là một cái hộp dụng cụ của hãng Clear Audio. Cái này là Personal Analog Toolkit. Thì trong một cái hộp này ấy, nó có rất là nhiều cái dụng cụ nhỏ. Thì trước tiên ấy là tôi muốn nói rằng đây là một cái đĩa. Cái đĩa này bằng nhôm. Để mà dùng để mà ta cân chỉnh các vị trí điểm đúng của kim hay là vector. Đấy. Mặt sau của đĩa ấy thì có những cái vòng tròn quy định tốc độ để cân chỉnh cái tốc độ, ví dụ như là 33,3 vòng hoặc là 45 vòng hoặc 78 vòng thì trên cái đĩa này đã được chia sẵn. Đấy. Ngoài ra thì trong cái bộ dụng cụ này ấy, có một cái thiết bị rất là cơ bản nữa, đó là cái cân kim đĩa than. Mỗi một cái đĩa than ấy, mỗi một đầu đĩa thì cần cái kim thì hoàn toàn là khác nhau. Có rất là nhiều kim của rất nhiều hãng, thì mỗi một hãng sản xuất ra kim đĩa than đấy, người ta quy định cái áp lực, tức là cái cân nặng, cái trọng lượng của kim tì lên cái khay đĩa
ở cái rãnh của đĩa là bao nhiêu gram thì ta phải cần có một cái đồng hồ này. Đó. Thứ ba là tôi muốn giới thiệu đến một cái, đó là cái đèn. Đây, tôi bấm cái đèn này ấy, là đã nó sẽ đi cùng với cái đĩa này. Nó sẽ đi cùng với cái đĩa này để mà ta khi ta cân chỉnh cái tốc độ thì ta sẽ dùng cái đĩa này, dùng cái đèn này để soi vào, và khi đúng thì các vạch đó sẽ đứng im. À, vấn đề thứ cái dụng cụ thứ tư mà tôi muốn nói đến đó là cái thước. Đây là cái thước đo khoảng cách từ tay am, từ tâm của tay am cho đến trục của plate, tức là của mâm đĩa quay. Cái khoảng cách này tùy thuộc phụ thuộc vào theo cần là bao nhiêu inch. À. Tôi muốn giới thiệu tiếp đến một cái dụng cụ, đó là cái thước Nivo. Cái thước này ấy, thì quý vị có thể là mua được ở rất là nhiều ngoài thị trường. Nó là chỉ là một giọt nước để ta cân chỉnh cái cân bằng của kệ, cân bằng của mâm đĩa than. À, lát nữa tôi sẽ giới thiệu đến cái việc từng bước dùng cái dụng cụ này. À, ngoài ra ấy, thì có những cái mở rộng, đó là những cái mà ví dụ như là một cái khoan nhỏ ta dùng để có những cái đĩa nhựa mà khi vừa mới sản xuất mới thì có những cái vía khi ta đặt lên trục ấy sẽ bị kênh, thì ta phải dùng cái này để lấy cái vía ra. Thì đây cái bộ tung kít này, cái này thì có thể là có thể quý vị có thể cần, có thể không cần, không sao cả, bởi vì cái này nó không thực sự là quan trọng cần thiết. Đấy, có một cái panh để chúng ta có thể là gài cái dây tín hiệu từ tay am mà lên các chích. À, ngoài ra ấy, thì nó còn có một cái nữa, đó là cái kính lúp. Kính lúp này ấy, thì để dành cho những người mà mắt kém thì có thể là soi để mà nhìn cho đúng việc mà kim rơi đúng vào cái tâm của cái đĩa test này. À, đây chính là cái điểm mà bắt buộc yêu cầu chính xác kim phải rơi vào. À, ngoài ra ấy, thì còn có một cái chúng tôi ấy, thì trong cái hộp này họ còn có trang bị thêm một cái lọ dầu để mà đây nó là cái dung dịch để lau cái đầu kim đĩa than khi bị bụi bẩn. À, kèm theo nó trong này có một cái chổi rồi. À, ngoài ra ấy, thì còn có một cái này cũng không quá là nhất thiết cần thiết, nhưng mà vì đây là cái hộp dụng cụ như này thì tôi giới thiệu thôi. Thì đây nó có một cái là quả cân, tức là 200g, dùng để calibration, tức là hiệu chỉnh cái đồng hồ của ta, hiệu chỉnh cái đồng hồ này cho chuẩn xác. À, thì bây giờ ấy, tôi sẽ cùng với Linh, cùng quý vị là chúng ta sẽ từng bước để làm sao mà lắp đặt, mà ta gọi là setup đó, là một cái đầu đĩa than từ khi vừa mới bóc ra khỏi thùng cho đến khi lên kệ và cất tiếng. À, mời quý vị. Vâng thưa anh, vậy thì công việc đầu tiên trong việc setup đầu đĩa than thì là chúng ta cần phải làm gì ạ? À, vâng thưa quý vị, việc đầu tiên ấy, khi ta setup đầu đĩa than thì ta phải tìm cái vị trí và ta phải đặt cái kệ. Thì cái kệ này ấy, việc đầu tiên là chúng ta, nếu như quý vị có điều kiện thì dùng kệ chống rung ngay lúc đầu. Nhưng chưa có kệ chống rung thì khi ta đặt kệ, việc đầu tiên là chúng ta phải đặt cái kệ này ở vị trí cân bằng. Tức là khi lắp kệ lên là chúng ta phải lấy cái mặt bằng và phải được đặt chắc chắn. Đấy, bởi vì đầu đĩa than chỉ cần có một cái tác động rất nhỏ là kim đã rung, và lúc đấy là âm thanh sẽ sai lệch. Thế thì khi lắp đặt cái kệ này thì quý vị dùng cái thước Nivo như tôi vừa nói. Ở đây nó có một điểm tròn, có một giọt nước sẽ rơi vào đúng tâm. Nếu quý vị mà lấy chuẩn cái đầu đĩa than này, cái kệ này, thì quý vị sẽ thấy rằng cái hạt nước sẽ được rơi đúng vào tâm. Đấy là việc đầu tiên, trước khi đặt cái đầu đĩa than lên là ta phải cân bằng cái kệ, và kệ phải chắc chắn, nếu tôi chống rung càng tốt. Bước thứ hai là ta phải đặt cái đầu đĩa than lên trên cái kệ, và ta cũng phải lấy cân bằng. Nếu trường hợp mà không cân bằng thì ta có thể điều chỉnh, có những đầu đĩa than là sẽ có 3 cái chân, những đầu đĩa than 4 cái chân, thì 4 chân này có thể điều chỉnh được chiều cao. Tuy nhiên có một số là đầu đĩa than
không cao cấp thì cái chân này cố định không điều chỉnh được. Lúc đó chúng ta phải kê lại cái kệ này bằng cách nào đó, chúng ta phải lấy được cái mặt phẳng từ kệ cho đến đầu đĩa than. Nhưng nếu như đầu đĩa than không thể cân chỉnh được bằng chân, cái chân này để thay đổi chiều cao, thì chúng ta bắt buộc phải đặt cái đĩa than, đầu đĩa than này lên trên cái kệ, và chúng ta sẽ điều chỉnh cái kệ để làm sao cho cái mặt đĩa than này được cân bằng. Bước thứ hai là chúng ta phải lấy vector. Thì ở đây đấy, đây là một cái đầu đĩa than có tay am rời, bây rời. Đây là bây này, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái bây, và đây là tay am được gắn trên bây. Đây là cái tay am của hãng Genco, model là 590LB. Thế thì cái model này là nó có cái tay am dài là 12 inch tính từ tin của bay mà ra đến head cell. Thế thì việc đầu tiên ấy là ta phải lấy một cái vector, tức là lấy khoảng cách từ tim của mâm than đến tim của tay am, là cái khoảng cách này nhà sản xuất đã quy định. Và cái mỗi một cái tay am này, người ta sẽ, cái nhà cung cấp sản xuất cái tay am này, người ta đã cung cấp cho mình cái chiều, cái khoảng cách, cái đường kính từ filler, từ trục mà cho đến trục của cái tay am này là bao nhiêu cm. Đồng thời ấy, có những tay am thì để lấy cái trục cơ sở đấy cho chuẩn thì người ta cung cấp theo một cái người ta gọi là cái dưỡng. Trên cái dưỡng này ấy, là người ta đánh dấu cái tâm của trục cơ sở này. Thì chúng ta sẽ chỉ việc là bóc cái nó ra, chúng ta sẽ đặt cho đúng vào với lại cái vị trí đánh dấu trên này để chúng ta lấy được cái tim, chúng ta lấy được tim của cái đầu của cái trục tay am này. Sau đấy thì chúng ta lấy cái khoảng cách từ tim của mâm than, tức là cái trục của mâm than đến tim của trục tay am. Thì đây là cái khoảng cách, mà cái khoảng cách này là chính là cái đường kính từ tâm của mâm than cho tới tâm của trục đĩa than. Để khi cái tay am với một cái chiều dài 12 inch thì khi ta lắp cắt chích vào, cắt chích này sẽ rơi đúng tim, đúng vào cái rãnh đĩa, không được xô lệch, bởi vì có một cái đĩa than thì nó có các rãnh đĩa, nó không rơi được mép ngoài hay mép bên ngoài hay mép bên trong của rãnh đĩa, mà sẽ rơi đúng vào rãnh đĩa. Thì như thế thì nó mới sẽ cho được âm thanh hay. Thế thì ở đây đấy là chúng tôi có một cái đĩa đã có một cái tâm, cái điểm, mà cái điểm này chính là cái rãnh đĩa. Nhà sản xuất ra cái bộ tu này đã làm rất là chính xác, cái bất cứ một cái đĩa nào cũng cái tim này từ khoảng cách này sẽ rơi đúng vào cái rãnh đĩa đấy. Thì chúng ta đặt lên, và cái bộ thước đi theo cái hộp này thì có bộ thước cũng cân chỉnh chiều dài để thay cho cái thước đi theo của hãng này. Tại sao lại như thế? Bởi vì cái này ấy, có những hãng thì người ta không cung cấp theo cái thước này. Thì với bộ này của tôi là tôi có thể cân chỉnh được tất cả các loại đầu đĩa than khác nhau. Thì chúng ta chỉ việc là đặt cái thước này nó vào tim, và chúng ta sẽ lấy cho từ cái tim này, đây là cái trục kim này, nó sẽ đặt rơi đúng vào tim. Và đây nó cái trên này nó có một cái số đo bao nhiêu cm, thì chúng ta chỉ việc lấy đúng đấy bạn chặt lại, và chúng ta cân chỉnh để làm sao cái đầu đĩa này có tâm, và cái tâm của tay am là có một cái khoảng cách theo đúng của nhà sản xuất. Sau cái bước ta đã cân chỉnh được cái tim đĩa này thì chúng ta sẽ lắp cắt chích. Ở đây là cắt chích, và mỗi một cắt chích này đấy là nhà sản xuất là yêu cầu là bao nhiêu gam. Thì trên một cái quyển user manual đi theo cái cắt chích này, người ta đã có ghi sẵn. Thì chúng ta sẽ chỉ việc đặt lên đây, và chúng ta di chuyển cái
tay cần này sao cho rơi lên trên đây. Như cái này của chúng tôi thì là cái kim này của tôi là nhà sản xuất yêu cầu là 2,7 gram, có cộng trừ 0,2 gram thì chúng ta ấy là đặt nó xuống và chúng ta điều chỉnh phía đằng sau tay am này, có gọi là cancel weight, tức là cách điều chỉnh cái nặng nhẹ. Khi mà chúng ta kéo ra ngoài thì trọng lượng của kim sẽ giảm đi, áp lực lên mặt đĩa sẽ giảm đi, và ta đưa vào phía bên trong, tức là vặn vào bên trong thì áp lực của kim đặt lên đĩa sẽ tăng lên. Việc thay đổi cái khoảng cách cancel weight đây, tức là cái điều chỉnh cái cụ điều chỉnh trọng lượng, sẽ thay đổi cái trọng lượng của kim đặt lên trên mặt đĩa. Điều này rất quan trọng. Nếu như nặng quá sẽ dẫn đến việc là đè lên mặt đĩa và gãy kim. Nếu nhẹ quá thì kim sẽ bị trượt trên mặt đĩa, cũng gãy kim. Kim bế than đấy là có một cái thuật ngữ đó là catchic, thì tôi gọi là thông dụng nó là kim bế than. Thì cái việc trước khi chúng ta điều chỉnh sang bước khác thì ngay lập tức chúng ta phải làm sao để lấy được cái trọng lượng ít nhất là trong cái giới hạn của nhà sản xuất ra kim bế than yêu cầu, để tránh cho việc làm tổn thương hoặc làm gãy bế than. Sau khi ta lấy được cái trọng lượng một cách là tương đối thì bước tiếp theo ấy là chúng ta sẽ phải là điều chỉnh cho cái catchic này ra vào, để khi ta đặt cái kim đĩa than và ta hạ xuống thì kim đĩa than sẽ được rơi đúng vào tâm của cái đĩa thử. Thế thì bây giờ ta mới mở rộng như thế này. Nếu như nhà sản xuất, thường là nhà sản xuất sẽ không cung cấp được cho chúng ta cái đĩa có cái điểm thử này, thì thế này, thưa quý vị, một nhà sản xuất ấy, có những cái đầu mà bay đi kèm thì khoảng cách đấy đã là chính xác, tức cái khoảng cách từ tim đĩa mà ra đến từ tâm của mâm than và cho đến tâm của trục của tay am thì đã là nhà sản xuất đã fix, tức là đã cố định sẵn, chúng ta không cần phải quan tâm đến cái việc đấy. Và để cho cái điểm này, chúng ta có một cái điểm này đấy, thì quý vị có thể lên mạng search là test point, tức là cái điểm test cho cái đầu đĩa than này. Người ta đã có sẵn một cái bảng như thế, rất là chuẩn xác. Chỉ có điều rằng là quý vị sẽ loát nó về và in nó ra, cắt theo đúng cái đường kính. Cái này cũng có sẵn đầy đủ. Thì trên đấy người ta đã có một cái điểm. Cái điểm này nó giống hệt như cái đĩa của tôi đang có. Và quý vị chỉ việc in nó ra, đặt lên một tấm bìa, cắt tấm bìa và quý vị đặt vào. Đó. Và đặt xuống, ta đặt kim đĩa than để sao cho rơi đúng vào cái điểm đấy. Tại sao phải rơi đúng điểm đấy? Nếu rơi không đúng thì cái đĩa than có trên có cái rãnh âm thanh, nó sẽ rơi ra bên ngoài hoặc bên trong của rãnh đĩa mà không rơi vào đúng cái tâm của rãnh thì âm thanh sẽ rất là khó chịu. Sau khi ta cân chỉnh được cái điểm đấy rồi thì bước tiếp theo là quý vị điều chỉnh tốc độ. Thì trên cái mặt này ấy, là nó có khắc các vòng để mà đánh dấu cái tốc độ, thì ta chỉ việc là đặt nó lên, ta bật công tắc để cho cái mâm than nó quay và ta dùng cái đèn để ta điều chỉnh trên này, để khi ta nhìn thấy rằng ta điều chỉnh cái mà điều chỉnh tốc độ trên một bất cứ đầu đĩa than nào cũng có điều chỉnh sẵn. Tuy nhiên có một số đầu đĩa than thì người ta đã fix sẵn tốc độ đấy, tức là người ta đã cân chỉnh sẵn và chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến cái điều chỉnh cái tốc độ ấy nữa. Tuy nhiên nếu như mà nó khá sai lệch một chút thì quý vị có thể là lật máy, có những cái chỉ dẫn ở trong cái quyển user manual đi cùng là sẽ điều chỉnh tại đâu, hoặc là có thể là mời hoặc là nhờ kỹ thuật viên người ta điều chỉnh cho, để làm sao nếu chốt phải chuẩn xác về tốc độ. Nếu tốc độ mà sai đấy thì tiếng có thể là nhanh hay là chậm, nó không chuẩn với lại cái bản ghi. Nhà sản xuất ấy
khi sản xuất ra một cái kim đĩa than sẽ có một trọng lượng yêu cầu để đặt lên mặt đĩa. Nhưng mà tùy theo từng đĩa hoặc tùy theo từng gu nghe để chúng ta có thể điều chỉnh trong cái sai số cho phép từ cộng trừ 0,2 gram cho đến cộng trừ 0,5 gram. Ví dụ quý vị mà nghe tiếng bát nhiều, nghe nặng nhiều thì ta có thể điều chỉnh tăng lên. Ví dụ 2,8 gram thì quý vị có thể điều chỉnh lên là 3 gram hoặc là 2,9 gram. Bởi vì cộng trừ 0,2 gram là cho phép cho đến cộng trừ 0,5. Tùy theo từng kim, ví dụ như kim MM tức là moving magnet thì chúng ta có thể điều chỉnh lên đến 0,5 gram. Nhưng với những kim MC thì chúng ta chỉ có thể điều chỉnh từ cộng trừ 0,2 gram, không vượt quá bởi vì áp lực đè sẽ bị gãy kim đầu kim. Thì nếu như mà quý vị mà nghe mà cần phải rất nhiều cái giải cao thì điều chỉnh trừ đi 0,2 gram, cộng trừ 0,2 gram, có thể là 2,7 gram hoặc là 2,6 gram, nhưng đừng vượt phép, đừng vượt quá nó. Thì cái đấy là cái mà chỉ là một cái mà cái thủ thuật để mà ta điều chỉnh theo gu nghe của ta thôi. Còn chúng tôi ấy, thì như tôi setup thì tôi thường là sẽ lấy vào đúng chuẩn của nhà sản xuất yêu cầu. Sau đó tùy thuộc theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi điều chỉnh tăng, giảm trọng lượng. Vấn đề thứ ba, chúng tôi lưu ý là trong khi setup thì kim đĩa than là đắt tiền, và nếu một sự mà bất cẩn là dẫn đến là gãy. Cho nên mỗi lần mà quý vị đưa vào cái tay arm này đấy, thì cố gắng làm sao để mà không được tác động nó gãy kim than. Khi ta đưa ra ấy, thì ngay lập tức là chúng ta khóa cái cần lại để nó khỏi bị trượt, nó rơi tự do. Thứ ba nữa là khi chúng ta đặt lên ấy, chúng ta hạ cái kim đĩa than này xuống đó, mà chúng ta thấy rằng là cái kim đĩa than nó bị nghiêng. Tôi nói cái tay arm như thế này, có thể là cái mũi của kim đĩa than khi ta đặt xuống mà nó không nằm song song với lại mặt phẳng của đĩa mà nó lại nghiêng một góc nào đấy, thì chúng ta lại phải cân chỉnh bằng cái cách là những cái đĩa than như thế này, những cái tay arm như thế này nó có điều chỉnh vị trí góc nghiêng, những góc nghiêng để ta lấy được cho mặt phẳng song song. Và xin lưu ý một điểm nữa, mà cái điều này là chúng tôi đã gặp một số người là các người chơi là cũng chưa thực sự là cận kẽ về việc cân chỉnh, cho nên đã sai sót là để làm cho cái bị gãy cái kim đĩa than ngay lúc lắp đặt đầu tiên. Để tránh cho việc đấy thì quý vị lưu ý cái chiều cao của cái kim đĩa than này nó rất quan trọng. Bởi vì nếu như đây là tay arm này của tôi, là cái đầu này khá là cao cấp, cho nên là cái tay arm này là nó rời hoàn toàn. Đó, khi tôi lắp là tôi đã phải dựa theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra, và tôi điều chỉnh cái chiều cao của trục này với blade, tức là cái mâm đĩa than này, và tôi căn cứ vào với lại cái chiều cao của kim đĩa than mà tôi điều chỉnh để sao cho khi ta đưa vào. Quý vị nhìn, nếu như tay arm này mà thấp quá thì kim đĩa than va ngay vào mâm, va ngay vào đĩa và gãy. Thế thì nhà sản xuất nếu như với những cái đầu đĩa mà đã được cố định thì người ta cũng đã tính toán nó phù hợp với một số cắt chích, tức là phù hợp một số kim. Nhưng đôi khi có những kim mà người chơi lại rất là yêu thích, nó lại vượt quá, thì chúng ta để ý rằng là đằng sau cứ mỗi tay arm này nó sẽ có một cái để điều chỉnh chiều cao. Và thường khi điều chỉnh chiều cao thì chúng ta để ý rằng cái chúng ta điều chỉnh làm sao mà khi ta lắp kim vào thì kim đĩa than và tay arm song song với mặt đĩa, và cái khoảng cách này là từ 1 đến 1,5 đến 2 cm, không vượt quá. Vừa vượt quá thì chúng ta điều chỉnh cái trọng lượng, cái cục điều chỉnh trọng lượng mà chúng tôi gọi, kỹ thuật chúng tôi gọi là control weight thì sẽ rất là khó khăn, sẽ rất là khó khăn. Đấy. Thì chúng ta lưu ý cái chiều cao đấy để tránh cho vừa gãy kim và cũng là để thuận lợi cho việc điều chỉnh cái trọng lượng đặt kim lên trên đĩa than. Thì đây là những cái phương pháp cơ bản
mà và những cái dụng cụ mà tôi có thể là chia sẻ để dùng để mà setup đồ điện than cơ bản. Ngoài ra, thưa quý vị, cái đĩa than này, cái đĩa mà có cái mặt quay tốc độ này đấy, trên mạng đều có sẵn ở trong các forum, những cái diễn đàn của những người chơi về đĩa than, người ta đã đưa ra một cái bảng in đen trắng trên đấy cũng có ghi. Nhưng mà tuy nhiên ấy là nó rất là khó khăn, bởi vì mỗi một cái đĩa như này ấy, thì nó kèm theo một cái đèn, và cái đèn này ấy phụ thuộc theo cái mà cái việc quy định tốc độ bao nhiêu để người ta tính tần số, thì cái việc này khá là khó khăn đối với quý vị. Thế nhưng những cái dụng cụ khác thì quý vị cũng có thể tìm được, ví dụ như tôi vừa nói là cái điểm test point là chúng ta có thể tìm được trên mạng. Cái thước này thì hầu như những đầu đĩa mà đã được lắp bay cơ bản, tức là lắp cố định cái tay am không cần phải mở rộng, thì cái khoảng cách này đã là chuẩn, và chúng ta chỉ việc khi lắp lên ấy và đưa đĩa point, chúng ta việc điều chỉnh cái cắt trích này tiến lên hoặc lùi xuống là sẽ rơi vào đúng điểm đấy. Tại sao phải rơi đúng điểm? Bởi vì quý vị hình dung là tay am mà rơi lên đây nó là một cái vector, tức là một cái đường vector tiếp xúc với lại một cái hình tròn, cho nên nó phải rơi đúng vào cái điểm đấy để rơi đúng vào rãnh đĩa, cái vector nó phải đúng, thì cái khoảng cách này sẽ quy định tay am nó là một đường chéo thì sẽ rơi đúng vào. Quý vị ấy, khi mà dùng cân chỉnh thì quý vị không thể tránh khỏi được cái việc là kim đĩa than sẽ rơi lên trên cái mặt đĩa, thì những cái lọ dầu này, cái lọ dung dịch để lau này thì chúng ta có thể mua được rất là nhiều trên thị trường, rất nhiều nhà cung cấp. Thì chúng ta sẽ lưu ý những có những cái điểm mà rất cơ bản như thế để setup cho một cái đầu đĩa than. Vâng thưa anh, vậy thì sau khi cân chỉnh xong một chiếc đầu đĩa than thì những việc tiếp theo mình cần làm là gì ạ? Vâng thưa quý vị, sau khi cân chỉnh xong một cái đầu đĩa than ấy thì chúng ta cũng chưa thể nghe được ngay, bởi vì tại sao lại như thế? Là bởi vì kim đĩa than là có thể là MM hoặc MC. Do kim đĩa than ấy là có tín hiệu rất là nhỏ, cho nên chúng ta lại phải kết nối nó cùng với phonobox, và tùy theo phonobox đấy, tùy theo kim của chúng ta mà chúng ta phải điều chỉnh cái phonobox đấy là về chế độ hoạt động kết cùng với kim MM hay là kim MC. Và có những cái phonobox có mở rộng là để điều chỉnh cái trở kháng của kim đĩa than phù hợp với lại cái trở kháng đầu vào của phonobox. Việc điều chỉnh trở kháng đúng sẽ cho âm thanh tròn trịa và đầy đủ toàn dài, cũng giống như là cái đúng với lại băng thông của kim đĩa than sẽ cho âm thanh rất là hay. Nhưng việc sai trở kháng sẽ dẫn đến là loa thụt ra, tức là loa bị đẩy hoặc là có những âm thanh lạ phát ra không phải là của âm thanh của bản ghi âm. Thì đấy là sau khi cân chỉnh đĩa than xong thì chúng ta phải lưu ý những cái việc đấy thì mới cho được cái âm thanh là hay và tròn trịa. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về cách setup một chiếc đầu đĩa than đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn anh Đạt đã mang đến những thông tin bổ ích này. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích được cho quý vị khán giả trong việc setup một chiếc đầu đĩa than để có thể mang đến cho mình những trải nghiệm âm nhạc hay nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!